Tại tỉnh Thanh Hóa, tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở bờ tả sông Mã vẫn đang diễn biến phức tạp. Sạt lở đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc. Nguyên nhân được xác định là do mưa lũ thủy điện xả nước cách đây gần 2 tháng. Tuy nhiên, người dân tại đây thì cho rằng để xảy ra tình trạng này còn có do khai thác cát, và bà con lo lắng là nguy cơ sạt lở sẽ càng nghiêm trọng khi mà đang trong mùa mưa lũ. Dọc khu vực bãi bồi ven sông Mã, đoạn thuộc địa phận thôn Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Hòa, nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng, có nơi đã ăn sâu vào đất canh tác của người dân. Chiều dài sạt lở mỗi điểm từ 30 đến 50 mét, chiều rộng từ 25 đến 30 mét. Tình trạng sạt lở đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây diễn ra với tốc độ nhanh hơn, khiến người dân thấp thỏm, lo lắng. Cái tình hình sạt lở là năm nay là nhiều nhất, phải nhanh chóng để mà kè cái đoạn bờ sông này lại, chứ không hắn mất đất thì không còn đất đi mà kè. Nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc đã bị sạt lở nghiêm trọng như này. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng theo người dân thì để xảy ra tình trạng này là do hoạt động khai thác cát. Tuy nhiên, nhiều người dân đã bày tỏ bức xúc khi cho rằng giữa điểm mỏ 18 và 54, tình trạng hút cát trái phép đã diễn ra thời gian dài trước đó. Và ngay cả vị trí khai thác cát này, nơi đã cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trung, giờ cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Nếu như xã mà không làm nghiêm túc về cái việc là coi như cấm thuyền hút cát ở ngoài mỏ, thì chỉ có trong khoảng 6-7 tháng nữa là sẽ lở vụ mã trong cái khu người ra nữa. Việc cấp phép mà ngay sát bờ như thế thì cũng có gây ảnh hưởng là làm sạt lở bờ sông. Đề nghị là các sở ban ngành khi mà đi cấp phép thì phải căn cứ vào cái tình hình thực tế để có cách cấp phép cho phù hợp. Dù mỏ khai thác cát đã tạm dừng hoạt động khai thác cát trái phép vẫn tạm thời yên nắng. Và nguyên nhân của tình trạng này thì vẫn còn nhiều tranh luận. Nhưng những người nông dân quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ biết hy vọng vào những giải pháp quyết liệt của các cấp chính quyền để hạn chế tình trạng sạt lở tại đây.